Hay. chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, kênh sẽ thông tin đến mọi người về đề xuất cách tính lương hưu khi áp dụng chế độ tiền lương mới. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích, thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. thì vừa qua, chính phủ đã có báo cáo số 303 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Thì chính phủ, việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi cần tập trung vào các vấn đề lớn. Đó là những vấn đề đã được tổng kết thực tiễn, có cơ sở đề xuất rõ ràng, đánh giá tác động đầy đủ, đảm bảo tính khả thi về nguồn lực, bao gồm vị bảo hiểm xã hội ngân sách nhà nước thuận lợi trong việc hướng dẫn và triển khai thực hiện thì mới đề xuất quy định trong dự thảo luật. Chính phủ thống nhất về nguyên tắc với việc điều chỉnh lương hưu, mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu trợ cấp một lần, điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, đồng thời thực hiện bảo hiểm xã hội khi nhà nước áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế cho hệ thống bản lương như hiện hành tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã được chỉnh lý quy định người lao động khi nghỉ việc có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên thì được hưởng lương hưu. Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nam và 15 năm đóng bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính thêm 2%, mức tối đa là 75%. Đối với trường hợp lao động nam, đủ điều kiện quy định có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, thì mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 2,25%. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau. Trường hợp bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 1 tháng 1 năm 1995, thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Trường hợp bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Trường hợp bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Trường hợp bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Trường hợp bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Trường hợp bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 Đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Trường hợp bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2004 thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu. Còn đối với trường hợp bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Còn đối với trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định được bình quân, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định trên tổng thời gian đóng theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người về đề xuất cách tính lương hưu khi áp dụng chế độ tiền lương mới. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hội ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với cờ nhé.